Ronaldo ra mắt kênh YouTube, lập kỷ lục nhận nút vàng nhanh nhất lịch sử. Kênh YouTube của Ronaldo đã đạt được thành tích đáng kinh ngạc khi chỉ mất 1 giờ 29 phút đã cán mốc 1 triệu lượt theo dõi. Đây là tài khoản YouTube giành được nút vàng nhanh nhất trong lịch sử, và kênh vượt qua mốc 10 triệu người đăng ký chỉ trong vòng 11 giờ 30 phút sau khi ra mắt, tính đến 7 giờ 30 phút sáng ngày 22 tháng 8 năm 2024 theo giờ Việt Nam. Điều này đã phá vỡ kỷ lục trước đó về thời gian nhanh nhất để đạt được nút kim cương YouTube, một giải thưởng danh giá dành cho những kênh có hơn 10 triệu người đăng ký. Ronaldo chia sẻ về lý do ra mắt kênh YouTube, tôi rất vui khi biến dự án này thành hiện thực. Tôi đã ấp ủ ý định này từ lâu nhưng cuối cùng chúng tôi cũng có cơ hội biến nó thành hiện thực. Tôi luôn thích có mối quan hệ thân thiết với người hâm mộ trên mạng xã hội và kênh YouTube của tôi sẽ mang đến cho tôi một nền tảng lớn hơn để làm như vậy. Kênh You Are Cristiano hứa hẹn sẽ cung cấp cho người hâm mộ cái nhìn sâu sắc hơn về cuộc sống cá nhân và sự nghiệp của Ronaldo. Ngoài các nội dung liên quan đến bóng đá, kênh cũng sẽ khám phá nhiều chủ đề khác nhau thông qua các cuộc phỏng vấn với khách mời đặc biệt. Ronaldo đã đăng tải 19 video trên kênh của mình, bao gồm một video ghi lại phản ứng của anh khi xem lại những bàn thắng đẹp nhất trong sự nghiệp tại châu Âu, cũng như video mới nhất quay lại cảnh anh nhận nút vàng YouTube bên các con của mình. Cảm ơn bạn đã theo dõi video, hãy đăng ký kênh CD Hay Studio của chúng tôi để đón xem các video hấp dẫn tiếp theo.